Xin chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Hỏ xin gửi đến cả nhà một giấy trọ mặt tiền số 103 đường Kha Vạn Khân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Đường trước nhà hiện tại nó là đường 6m. Diện tích của giấy trọ của mình nó là ngang 5m1, dài 34m. Nó hầu 5.5m, tổng diện tích công nhận nó là 183m. Hiện trạng của cái dãy trọ của mình nó là một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng. Hiện trạng đang có là 16 cái phòng trọ đang hoàn thiện, chuẩn bị đi vào hoạt động. Từ vị trí của cái dãy trọ của mình ra mặt tiền quốc lộ 13, vòng xoay đường Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Khân, cầu Bình Triệu, vòng xoay Bình Triệu là 300m, và bến xe miền Đông, đại học luật, nhà thờ Phan Thiên Hoa, cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, cốc mát Bình Triệu, trung tâm thương mại Gigamon Bình Thạnh, từ 3 đến 5 phút di chuyển. Về sân bay là từ 10 đến 15 phút di chuyển. Thì bán, xin nhắc lại là bán cái dãy trọ mặt tiền 103 đường Kha Vạn Khân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Hiện trạng là đang có 16 phòng chuẩn bị đi vào hoạt động cho thuê. Diện tích nó là ngang 5m1, dài 34m, nở hậu 5m5. Diện tích công nhận nó là 183m. Xin hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những cái sản phẩm tiếp theo. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Hỏ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất cũng như là xem thêm những cái sản phẩm khác.